Trung Hoa Đệ Tử Quy. Quy tắc làm người con và đệ tử tốt, thánh nhân dạy: trước hiếu thuận, kế cẩn tín, nên yêu người, gần người tốt để học hỏi, khi dư giờ nên học văn. Cha mẹ gọi nên dạ liền, cha mẹ bảo nên làm ngay. Cha mẹ dạy kính lắng nghe, cha mẹ trách phải tuân lời. Đông cho ấm, hạ cho mát, sáng hỏi thăm, tối yên giấc, đi phải thưa, về phải trình, sống an cư, nghiệp không đổi. Đi phải thưa, về phải trình, sống an cư, nghiệp không đổi. Việc tuy nhỏ đừng xem thường, nếu xem thường lỗi đạo con. Vật tuy nhỏ đừng tự giấu, nếu tự cất cha mẹ buồn. Cha mẹ thích hãy gắng làm, cha mẹ ghét trừ bỏ ngay. Thân bị thương cha mẹ lo, việc tổn đức cha mẹ thẹn. Khi được thương dễ hành hiếu, khi bị ghét vẫn hiếu kính. Cha mẹ lỗi tìm cách khuyên, mặt vui tươi lời hiền hòa. Đừng tự chê, đừng tự đọa, thánh và hiền ai cũng sẽ dần dần đạt. Tai nghe nói lời mật ngọt. Anh Tiểu Sủng. Hả? Em nói cho anh một tin tốt. Có tin gì tốt? Em hôm nay cuối cùng cũng ném vô được cú ném 3 điểm. Chúc mừng em. Vậy mà cũng gọi là tin tốt sao? À, cậu chủ. Isabel, em nói cho chị nghe một tin tốt lành. Em hôm nay cuối cùng cũng ném vô được cú ném 3 điểm. Cậu chủ, chị nói cho em nghe một tin xấu. Chuyện gì thế? Người tiên sinh tức giận rồi, đang tìm em đó. Hả? À, thảm rồi. Đưa ra đây. Ba, đưa cái gì chứ? Đưa lọ thuốc hít mũi cổ ra đây. Lọ thuốc hít mũi? Con đâu có lấy lọ thuốc hít mũi của ba đâu. Ngoài con ra thì còn ai vào đây nữa? Nhất định là con lấy đem ra ngoài khoe khoang với người khác rồi. Ba, quan cho con mà. Lần này thực sự không phải con mà. Lúc nãy con ra ngoài đánh bóng rổ. Con còn quỷ biển à? Trong cái nhà này ngoài con ra còn ai dám tùy tiện đụng vào đồ đạc của ba nữa? Có chuyện gì vậy? Đứa trẻ này lấy lọ thuốc hít mũi của anh nhưng không thừa nhận, bực hết cả mình. Lọ thuốc hít mũi? Có phải lọ anh mới mua hôm qua đúng không? Đúng vậy, chính là lọ đó đó. Anh hiểu lầm ngu rồi. Lọ thuốc hít mũi đó là do em lấy. Hả? Tại sao ở chỗ của em vậy? Em sợ cái lọ anh mới mua này là hàng giả, nên hôm nay em đem ra ngoài giám định. Vậy sao? Anh trách dầm ngu rồi. Hết chuyện rồi, con ra ngoài đi. Ngô, em sao vậy? Ngô, không phải lúc này em nói em cuối cùng cũng ném vô được cú ném 3 điểm sao?
Sao lại thở ngắn than dài? Đều tại ba em. Ba mày em hả? Ba đổ quan cho em lấy lọ thuốc hít mũi của ông ấy, sau đó tìm thấy rồi cũng không nói một tiếng xin lỗi. Bạn đừng tức giận. Mặc dù ba bạn không hề nói, nhưng trong lòng chắc chắn rất dây dứt. Hai người cũng biết đó thôi. Đây không phải là lần đầu tiên. Ba mình thường xuyên chưa làm rõ mọi việc đã quở trách mình. Dù nói thế nào, ông ấy cũng là ba của em. Em không nên quá ngần ông ấy. Tiểu Sủng ca, em không thể chịu nổi nữa rồi. Anh giúp em nghĩ cách đi. Ba mắng em, anh cũng chẳng còn cách nào. Tiểu Sủng ca, cầu xin anh giúp em đi được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ sụp đổ mất. Đúng đó Tiểu Sủng ca, anh giúp ngu ngu đi. Việc này để anh nghĩ xem. Tiểu Sủng ca, anh đã nghĩ hết một buổi chiều rồi. Anh có nghĩ ra cách gì không vậy? Vẫn chưa có. Vẫn chưa có. Vậy em quay về là bị ba mắng nữa rồi. Ngu ngu à, ba bạn mắng bạn thì không sao đâu. Chỉ cần bạn không nghe thấy là được rồi. Ba mình mắng mình, làm sao mình không nghe thấy được? Cái này sao gọi là cách được? Đây là một cách hay đó. Hả? Đây là tai nghe nói lời mật ngọt. Chỉ cần em đeo nó lên tai, tất cả những lời mắng mỏ truyền đến tai của em đều biến thành những lời khen ngợi. Thần kỳ vậy sao? Em thử xem. Hiếu Hiếu, bạn mắng mình thử xem. Cái này... Mắng đi. Bạn là một học sinh kém. Bạn dám nói mình là học sinh kém? Là bạn nói mình mắng bạn mà, đúng không? Cái tai nghe này căn bản không có tác dụng. Hai người đừng có vội, vẫn chưa nói xong mà. Có gì thì anh mau nói đi. Em hãy xem bộ phận dưới tai nghe, ở đó có hai nút ấn. Em ấn vào nút màu xanh thử xem. Hiếu Hiếu, em nói lại lời em vừa nói lúc nãy đi. Em không phải sợ, lần này không sao đâu, tin anh đi. Bạn là học sinh kém. Em nghe thấy Hiếu Hiếu đã nói gì với em? Bạn ấy nói em là học sinh giỏi. Bạn thật sự nghe thấy mình khen bạn? Hả? Cái tai này đúng là vui thiệt. Khi em sử dụng tai nghe, nhất định phải chú ý không được chạm vào cái nút màu đỏ. Tại sao? Nếu như ấn cái nút màu đỏ, sẽ xuất hiện hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Chính là nó. Trong tai nghe truyền tới, nghĩa là những lời mắng mỏ. Yên tâm đi, em sẽ không chạm vào cái nút màu đỏ đâu. Cảm ơn anh Tiểu Sủng ca. Không có gì. Ngô ngô. Ba, ba có chuyện gì dặn dò con? Hôm nay trường học có gọi điện đến. Mấy lần thi gần đây của con đều là đứng thứ nhất từ dưới lên. Thành tích của con tốt như vậy, sau này phải không ngừng cố gắng, giữ vững như vậy. Nếu mà còn như vậy thì con được ăn cơm nữa, có biết hay chưa? Vâng, thưa ba, con hiểu rồi. Con thật sự đã hiểu sao? Vâng, con hiểu rồi thưa ba. Tốt lắm. Sau này xem biểu hiện của con đi. Dạ, thưa ba. Hiếu Hiếu, bạn có biết không? Mình hôm qua ném vào được một cú ném 3 điểm. Bạn giỏi quá. Bạn có muốn học không? Bình sẽ dạy cho bạn. Được. Vậy chúng ta lát nữa gặp nhau ở khu vườn bí mật. Được. Lát nữa phải nhanh hơn.
cậu chủ. Isabel, chị sao thế? Cậu chủ, cậu lại muốn đi đâu nữa? Em có hẹn với Hiếu Hiếu, vậy bạn ấy đánh bóng rổ. Ngư tiên sinh nói tôi gọi cậu qua chỗ ông ấy. Ba lại tìm em có việc gì vậy? Tôi không biết, nhưng mà Ngư tiên sinh rất tức giận. Không sao, em đã gặp ba rồi, ông ấy sẽ không tức giận nữa. Ngày hôm qua những lời ba nói với con, rốt cuộc con có hiểu hay không? Con hiểu. Vậy tại sao hôm nay đi học lại ngủ gật trong lớp nữa vậy? Thầy giáo phê bình, con còn dám cãi lại nữa. Thầy giáo gọi điện thoại tới nói thái độ của con rất là thành khẩn. Sau này con cứ tiếp tục cố gắng như vậy, có biết chưa? Con biết rồi, thưa ba. Hôm qua con cũng đã biết lỗi rồi, vậy tại sao hôm nay lại phạm lỗi nữa vậy? Dân, thưa ba. Ba hỏi con có nghe thấy hay không vậy? Người tiên sinh, hàng có ngày gửi đến. Xin lỗi cậu chủ. Con chỉ biết trả lời dân dạ. Con rốt cuộc có nghe thấy lời của ba nói hay không? Ba, con, ba. Ngươi tiên sinh, con ra ngoài trước. Được rồi. Con nói mau, tại sao lại ngủ gật trong lớp vậy? Ba, cái đó không thể trách con được. Lúc đó sắp tan học rồi, thầy giáo cho tụi con tự do sắp đặt thời gian. Con buồn ngủ, thế là... Con buồn ngủ là ngủ liền à? Nhưng mà thầy giáo cũng không có nói là không được phép ngủ. Con còn dám cãi nữa. Con ngủ gật trong lớp như vậy mà còn nói năng hùng hồn như vậy hay sao? Con không có sai. Con còn nói, con ở trường cãi lại thầy giáo, ở nhà thì cãi lại ba. Dù thế nào cũng không nhận sai. Con không phục. Con không phục à? Vậy thì tối nay con không được ăn cơm. Ngày mai không phục thì ngày mai cũng đừng ăn cơm nữa. Ba nghe con nói đi. Ra ngoài. Ba nghe con nói đi. Ra ngoài. Con nghe chưa? Đứa trẻ này thật chẳng ra làm sao. Ngâu ngâu. Ngâu ngâu, ngâu ngâu, bạn sao vậy? Ba mình không chịu nói lý lẽ, căn bản là không có cách nào để đôi bên hiểu nhau được. Ba em lại sao nữa? Nói nghe đi. Ba nói em không nên ngủ gật trong lớp học, càng không nên cãi lại thầy giáo. Ba bạn nói đúng mà. Ông ấy vốn không hiểu tình hình lúc đó mà. Ngâu ngâu, em bình tĩnh suy nghĩ xem. Thật ra ba em nói không hề có ác ý gì hết, đều là muốn tốt cho em đó. Ngưu ngưu, dù là trong tình huống nào, ngủ gật trong giờ học cũng đều là không đúng. Em nghĩ xem, ba em phê bình em cũng là lo lắng em bỏ lỡ việc học hành, có đúng không? Hơn nữa, cho dù là ba em trách lầm em thì em cũng không nên cãi lại ba chứ. Ba đổ oan cho em, em không nên giải thích sao? Ba của em đang tức giận, em càng giải thích tình hình càng tệ hơn thôi. Đúng đó ngu ngu. Đợi khi ba bạn hết giận rồi giải thích cho ông ấy, chắc sẽ không sao đâu. Nói cũng đúng. Như vậy tự nhiên em và ba em sẽ hiểu nhau hơn thôi. Quan hệ của hai người càng ngày sẽ càng hòa hợp. Em hiểu rồi. Bây giờ em sẽ đi xin lỗi ba. Nếu như em đã hiểu, vậy sau này không cần tai nghe nói lời mật ngọt nữa, đem nó trả lại cho anh đi. Cũng hay rồi, tai nghe hình như rớt trong nhà rồi. Hả? Mau tìm lại đi. Nếu như bị ai đó không hiểu cách dùng nhặt được thì phiền phức. Yên tâm, em sẽ đi tìm ngay.
Ba, con muốn mua một cái máy nghe nhạc MP4 loại mới nhất. Thành tích của con kém như vậy, nếu như mua cho con còn muốn học nữa sao? Vậy nếu thành tích của con đứng nhất lớp, có phải ba sẽ mua cho con không? Học tập là vì tìm cầu tri thức, chứ không phải đòi phần thưởng đâu. Con cứ học cho tốt đi, ba nhất định sẽ thưởng cho con. Đứa trẻ này thật khiến mình thất vọng quá. Cái tai nghe này sao lại rơi ở đây vậy? Không biết đã hư chưa, thử xem sao. Xem ra tai nghe này hư rồi. Ai? Ba, là con. Vào đi. Có chuyện gì không? Ba, con đến xin lỗi ba. Hôm nay con vốn không hề sai, tại sao không cho con ăn cơm? Con nói gì? Nói lại nghe xem nào. Ba, con muốn tới hỏi ba. Hôm nay con vốn không hề sai, tại sao không cho con ăn cơm? Con mau đi ra ngoài đi, ba không muốn nhìn thấy con nữa. Ba... Nghe thấy chưa hả? Đi ra ngoài. Khi ba em đang tức giận, em càng giải thích thì tình hình càng tệ hơn thôi. Đúng đó ngu ngu. Đợi khi ba bạn hết giận mới giải thích cho ông ấy, chắc sẽ không sao đâu. Vâng thưa ba, con đi. Con... Ai lại làm anh tức giận vậy? Đây là máy nghe nhạc MP4 loại mới nhất phải không? Anh mua cho em hả? Ủa, sao cái này lại là đang ghi âm? Ba, con đến xin lỗi ba. Con không nên ngủ gật trong giờ học. Hả? Cả không nên cãi lại ba. Con nói gì? Nói lại ba nghe xem nào. Con không nên ngủ gật trong giờ học. Càng không nên cãi lại ba. Con ra ngoài cho ba. Ba không muốn nhìn thấy mặt con nữa. Ba. Nghe thấy chưa? Đi ra ngoài. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Con nó xin lỗi anh. Tại sao lại mắng nó? Lúc nãy nó đâu có nói như vậy đâu. Anh đi nghe điện thoại trước đây. Alo, anh là... Hiếu Hiếu hả? Cái gì? Tai nghe lời nói mật ngọt. Mình xin lỗi ba, ông ấy còn mắng mình. Sự gì không hề như tiểu sủng ca nói. Ai vậy? Ngu ngu à, là ba đây. Ba... Ba có mua cho con một món quà, con nhận đi. Ba, tại sao ba lại tặng quà cho con? Ba tặng quà cho con trai, con cần phải có lý do sao? Cho con đó, con nhận đi. Ba tặng quà cho con, sao con có vẻ không vui vậy? Con vẫn đang trách ba. Khi nãy con tới nhận lỗi với ba, đúng không? Là ba sai rồi.
Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Namo A Di Đà Phật.
Đã Phật Nam.